Mọi người còn nhớ câu chuyện mà hôm trước mình kể về việc là một bạn nhỏ bị sâu một lúc tới mấy cái răng liền và bố mẹ hốt hoảng đưa đi gặp bác sĩ nha khoa không? Và trong video đó thì mình cũng đã hướng dẫn cho mọi người cái cách làm thế nào để vệ sinh răng miệng sạch sẽ cho con. Hôm đó thì mình cũng hứa rằng là trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bố mẹ cả về chế độ ăn uống và dinh dưỡng để giúp em bé có một hàm răng chắc khỏe không sâu mủn. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay lại để nói tiếp về vấn đề này nhé. Xin chào mọi người, mình là dược sĩ Phạm Hải Yến với gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành dược, đặc biệt là gần 5 năm tư vấn chăm sóc mẹ và bé. Mình và các cộng sự đã và đang hỗ trợ hàng ngàn các bố mẹ nuôi con khỏe mạnh mà không lạm dụng thuốc. Về vấn đề chăm sóc răng miệng ở trẻ em, đặc biệt là trẻ giai đoạn từ 0 cho đến 2 tuổi thì nó rất là quan trọng, nhưng lại thường bị bỏ qua bởi vì lúc này bố mẹ nghĩ là con còn nhỏ và chưa đánh răng được. Tuy nhiên, như trong video trước mình đã nói là cái việc vệ sinh răng miệng này chúng ta cần phải thực hiện hàng ngày ngay từ khi con chỉ còn là một em bé sơ sinh. Và cái cách để vệ sinh răng miệng cho con ở mỗi một giai đoạn, mỗi một lứa tuổi nó sẽ khác nhau. Bố mẹ hãy xem lại video lần trước để biết chi tiết hơn nhé. Còn ngày hôm nay mình sẽ nói tiếp với mọi người về chế độ ăn uống và dinh dưỡng cho con ra làm sao để giúp em bé nhà mình có một hàm răng thật là khỏe và không lo bị sâu mủn. Đầu tiên ý, bố mẹ cần phải đảm bảo rằng con được cung cấp đủ canxi và vitamin D3, vitamin K2 từ chế độ ăn uống và bổ sung hàng ngày. Đây là những nguyên liệu cực kỳ cần thiết giúp cho răng của con chắc khỏe hơn đấy. Nhiều bố mẹ cứ than thở rằng là không hiểu sao con mọc cái răng nào lên là ngay sau đó đã bị sâu mủn luôn rồi, mặc dù là bố mẹ cũng có vệ sinh răng miệng cho con rất kỹ. Lý do là bởi vì ngay từ cái nguyên liệu để tạo nên răng của con đã không đủ thì nó sẽ không thể đảm bảo được độ chắc khỏe của răng rồi. Bố mẹ nhớ cho con uống D3 hàng ngày với liều bổ sung khuyến cáo của WHO cho trẻ dưới 1 tuổi là 400 IU một ngày và trẻ trên 1 tuổi là 600 đến 800 IU một ngày nhé. Chúng ta đều biết rằng là việc tắm nắng có thể giúp cho cơ thể tự tổng hợp được vitamin D3 từ tiền chất D3 nằm ở dưới da. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi thì việc tắm nắng không được khuyến khích nhiều bởi vì nó sẽ tiềm ẩn những cái nguy cơ gây hại cho làn da của con dưới tác động của tia UV. Chính vì thế nên các tổ chức y tế uy tín trên thế giới đều khuyến cáo là nên chủ động bổ sung D3 hàng ngày cho trẻ nhỏ. Về canxi thì chúng ta hoàn toàn có thể tính toán là từ chế độ ăn uống hàng ngày của con đã cung cấp được bao nhiêu canxi rồi và so sánh với cái bảng nhu cầu theo tháng tuổi của con để biết rằng là con đã đủ canxi hay chưa. Nếu như chưa đủ thì chúng ta sẽ kịp thời bổ sung thêm cho con nhé. Trong trường hợp mà cần phải bổ sung canxi cho con thì bố mẹ nên chọn loại canxi hữu cơ để nó hòa tan tốt, hấp thu tốt, không sợ lắng đọng ở thận gây sỏi thận và cũng giảm được cả nguy cơ táo bón nữa. Tiếp nữa là chúng ta không nên cho con ăn đồ ăn vặt nhé. Đồ ăn vặt thì vừa không tốt cho sức khỏe này lại còn nhiều đường, rất dễ khiến cho con bị các vấn đề như là sâu răng, viêm lợi. Và khi mà ăn những cái đồ ăn vặt đó thì thường là con sẽ ăn nhiều lần trong ngày mà sau khi ăn xong lại không chú ý đến cái việc vệ sinh sạch sẽ răng miệng đâu. Thế nên chúng ta phải hạn chế tối thiểu cái điều này, nhất là vào buổi tối. Bố mẹ cần phải tuyệt đối không nên cho con ăn vặt nhé. Có nhiều em bé là bữa chính ăn rất ít, xong rồi ông bà bố mẹ xót con xót cháu lại cứ lúc thì đưa cho cái bánh, lúc thì lại thêm cho cái kẹo với mong muốn là con ăn thêm được tí nào thì hay tí đấy, hay là để cho nó ăn bù vào. Nhưng mà thực ra ấy, cái điều này nó không những không hề tốt cho em bé mà lại còn có hại nữa, nên là chúng ta cần phải rất là cân nhắc và tỉnh táo. Hãy yêu thương con bằng lý trí, yêu thương con một cách có tri thức nhé. Túm lại là về chế độ ăn uống để đảm bảo rằng em bé sẽ có một hàm răng chắc khỏe, không lo bị sâu mủn thì bố mẹ hãy nhớ cho mình hai điều quan trọng nhất. Thứ nhất là cung cấp cho con đầy đủ canxi, D3 và K2 hàng ngày. Và thứ hai nữa là nên hạn chế cái việc cho con ăn vặt. Nếu như bố mẹ cảm thấy những chia sẻ trong video này là hữu ích thì hãy like, share và đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nút chuông theo dõi để nhanh chóng nhận được thông báo sớm nhất về những video hữu ích tiếp theo của dược sĩ Phạm Hải Yến nhé.